Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 10 năm Quý Mão. Minh Đăng trân trọng gửi lời chào tương tư đến với tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền IBC TV đang đến với chương trình dự báo thời tiết. Bắt đầu khu vực Lido Sài Gòn trong ngày hôm nay thứ tư, trời có nắng và mây kết hợp vào ban ngày. Khuya ngày hôm nay trời xuất hiện nhiều mây mù. Nhiệt độ có phần giảm nhẹ hơn so với ngày hôm qua, thời tiết mát mẻ trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày 73 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 54 độ. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 42 phút và hoàng hôn vào lúc 4 giờ 42 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình tại vùng Lido Sài Gòn từ 56% vào ban ngày tăng lên đến 84% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 8 dặm một giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, thay đổi từ hướng Nam với cường độ yếu hơn vào khoảng 2 dặm một giờ, và chỉ số UV Index đạt ở ngưỡng vào khoảng 3/11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ năm, trời mát mẻ, đầu ngày mai trời có mây, trưa ngày mai trời có nắng và đêm ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai được dự đoán ở mức vào khoảng 70 độ cho ban ngày, 49 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này với cường độ từ 3 tới 9 dặm một giờ vào ngày mai từ hướng Nam vào ban ngày, hướng Đông vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 43 phút. Sau đây, mình xin mời quý vị điểm qua thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.